Sống khỏe mỗi ngày xin kính chào quý khán thính giả. Quý vị thân mến, tỏi có lẽ là loại gia vị quen thuộc, phổ biến mà gian bếp của bất cứ gia đình nào đều có đúng không nào? Nhiều bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng nói rằng tỏi là một trong những thực phẩm lành mạnh nhất hành tinh. Nhiều người trên thế giới sử dụng tỏi sống như một loại thuốc truyền thống để giúp họ kiểm soát huyết áp cao, huyết áp thấp, cholesterol cao, bệnh tim mạch vành, bệnh tim, hẹp động mạch và xơ vữa động mạch. Tuy biết rằng tỏi là một loại thực phẩm rất tốt cho sức khỏe, nhưng không phải ai cũng có thể ăn được tỏi sống vì mùi hôi trong quá trình ăn cũng như sau khi ăn xong. Nhưng không vì thế mà bạn sẽ không được thưởng thức lợi ích tuyệt vời từ những tép tỏi. Thay vào đó, bạn hãy nướng khoảng 5 tép tỏi lên và ăn hàng ngày để cảm nhận được những lợi ích tương tự như tỏi sống. Bạn sẽ còn bất ngờ hơn nữa khi biết rằng chúng mang lại những lợi ích khác cho cơ thể trong suốt 24 tiếng sau khi ăn. Sau đây là những điều kỳ diệu xảy ra sau khi bạn ăn 5 tép tỏi nướng mỗi ngày. Mời quý vị cùng theo dõi. Thứ nhất, ăn 5 tép tỏi nướng, cơ thể bạn sẽ thay đổi đáng kể trong vòng 24 tiếng. Bởi vì tỏi có vị hăng nên với nhiều người, việc ăn sống là rất khó để thực hiện. Vì thế nhiều người đã áp dụng cách nướng các tép tỏi và phương pháp này cũng được nhận định là mang lại rất nhiều tác dụng bất ngờ cho sức khỏe con người. Đặc biệt hơn, đó là trong vòng 24 tiếng sau khi ăn tỏi nướng, cơ thể sẽ có những thay đổi bất ngờ. Từ 0 đến 1 tiếng, trong giờ đầu tiên, tỏi được tiêu hóa trong dạ dày và trở thành thức ăn của cơ thể. 2 đến 4 tiếng, tỏi có thể giúp cơ thể bạn chống lại các gốc tự do và loại bỏ các tế bào khối u ẩn trong cơ thể. 4 đến 6 tiếng, quá trình trao đổi chất của cơ thể được tăng lên và tỏi sẽ kích thích loại bỏ chất lỏng dư thừa và đốt cháy chất béo được tích trữ trong cơ thể. 6 đến 7 tiếng, đặc tính kháng khuẩn của tỏi xâm nhập vào máu của bạn và bắt đầu tiêu diệt vi khuẩn và virus. 8 đến 10 tiếng, trong giai đoạn này, dinh dưỡng của tỏi đã đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ các tế bào cơ thể khỏi quá trình oxy hóa. Lưu ý, quá trình oxy hóa của các tế bào chính là cơ thể bắt đầu bị lão hóa. 10 đến 24 tiếng, tỏi trong cơ thể bắt đầu quá trình làm sạch sâu. Quá trình đó bao gồm, tỏi có thể giúp bạn điều chỉnh mức cholesterol. Tỏi sẽ làm sạch động mạch của bạn và bảo vệ cơ thể bạn khỏi bệnh tim mạch. Tỏi cũng có thể giúp hạ thấp và tăng mức huyết áp, điều hòa huyết áp hai chiều. Tỏi giúp ngăn chặn kim loại nặng xâm nhập vào cơ thể bạn. Tỏi cũng có thể giúp bạn tăng sức mạnh của xương. Vì hàm lượng chất dinh dưỡng cao, tỏi có thể giúp bạn loại bỏ mệt mỏi. Tỏi có thể cải thiện khả năng vận động. Tỏi có thể giúp bạn cải thiện sinh mệnh của các tế bào trong cơ thể. Thứ hai, cách làm tỏi nướng. Nguyên liệu: 2 củ tỏi và dầu ăn. Cách 1: cho một thìa dầu ô liu vào chảo rồi bắc lên bếp và để ở lửa nhỏ. Tiếp đó cho tiếp 5 tép tỏi vào chảo. Khi thấy mặt kia chín vàng, bạn nên lật lại tép tỏi. Khi hai mặt chín vàng là bạn có thể ăn được. Cách 2: bật lò nướng ở nhiệt độ 205 độ C, bóc bỏ bớt lớp vỏ dày và khô bên ngoài củ tỏi. Dùng dao cắt phần đầu củ tỏi khoảng 1,5 đến 2 cm. Cho lớp dầu ô liu vào củ tỏi, bọc tỏi vào giấy bạc cho vào lò nướng, nướng 30 đến 35 phút đến khi tỏi mềm. Tắt lò, lấy tỏi ra để nguội, dùng dao sạch một đường và lấy tỏi ra. Thứ ba, cách sử dụng. Tốt nhất bạn nên ăn sau bữa cơm, đặc biệt là vào sau bữa cơm trưa. Để cảm nhận được sự kỳ diệu, bạn nên ăn tối thiểu trong vòng 1 tháng. Lưu ý, nếu bạn có các bệnh về dạ dày hoặc các vấn đề sức khỏe đặc biệt khác, hãy hỏi ý kiến bác sĩ trước khi ăn tỏi. Thứ năm, chữa ho bằng tỏi nướng. Còn các bà mẹ bỉm sữa dì tai nhau cách chữa ho dứt điểm cho con bằng những tép tỏi nướng. Lấy tầm 3 đến 4 tép tỏi còn nguyên vỏ nướng cháy vàng. Sau đó bóc hết phần tỏi cháy đi, cho vào một cái chén nhỏ, thêm vào khoảng 4 thìa nước ấm. Dùng một chiếc thìa để nghiền nát tỏi trong chén, cho con uống ngày 2 lần vào buổi sáng và buổi tối. Nếu trẻ có thể ăn bã tỏi thì càng tốt. Tỏi nướng có vị bùi, hương thơm dịu, bạn có thể nướng nhiều, lưu trữ dùng dần. Ăn sống hoặc cho vào các món salad, đồ nguội hay các món nướng. Tỏi được coi là một loại gia vị với công dụng mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe con người. Nhiều người hiện nay đã xem việc ăn tỏi trở thành thói quen bởi họ tin tưởng vào những công dụng tuyệt vời mà tỏi mang lại cho sức khỏe con người. Song ăn tỏi cũng như những thực phẩm khác có thể mang tới những rủi ro cho sức khỏe. Việc ăn quá nhiều tỏi sẽ dẫn đến những ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe. Cùng xem đó là những tác dụng phụ nguy hiểm nào nhé. Thứ nhất, kích thích mắt. Những người mắc các bệnh về mắt ăn nhiều tỏi không tốt và dễ gây tổn thương cho mắt vì tỏi có tính hăng. Khi ăn vào sẽ xông lên hốc mắt. Thứ hai, gan bị nóng, tổn thương gan. Tỏi lại có tác dụng kích thích làm tăng nhiệt trong cơ thể,
nên nếu bị bệnh gan mà vẫn ăn tỏi hàng ngày thì càng làm cho gan bị nóng. Mặc dù được cho là tốt cho đường tiêu hóa, nhưng một khi đã bị tiêu chảy mà ăn nhiều tỏi thì sẽ làm cho đường ruột bị sung huyết, bệnh càng nặng thêm. Tiêu thụ quá nhiều tỏi có thể làm tổn thương gan, một trong những cơ quan quan trọng nhất của cơ thể. Một nghiên cứu lưu ý ở Ấn Độ đã đề cập rằng nếu tỏi được tiêu thụ với số lượng lớn, nó có thể dẫn đến độc tính của gan. Vì tỏi chứa allicin, một hợp chất mà khi hàm lượng lớn có thể sẽ làm tổn thương gan. Thứ ba, gây dị ứng. Có những người không ăn được tỏi bởi lý do hoặc là dị ứng hoặc không tiêu hóa được. Vì vậy, nếu ăn tỏi mà thấy các dấu hiệu như ợ nóng, đầy hơi, thì rất có thể bạn đã bị dị ứng với tỏi, tốt nhất là nên ngưng ngay. Thứ tư, tiêu chảy. Tiêu chảy có thể xảy ra nếu bạn ăn tỏi khi bụng đói. Những người bị xì hơi thường xuyên không nên dùng tỏi nhiều, bởi vì tỏi có chứa chất fructan, có thể gây sỉnh bụng, gây ra khí trong dạ dày. Vì vậy, nếu là một người thường xuyên bị tình trạng xì hơi, bạn nên giảm số lượng tỏi trong món ăn. Thứ năm, tăng chảy máu. Theo Trung tâm Y tế Đại học Maryland của Mỹ, bạn không nên ăn tỏi khi đang sử dụng các loại thuốc giảm loãng máu. Bởi vì tỏi có thể làm tăng nguy cơ chảy máu. Một lưu ý nữa là sau khi phẫu thuật, bệnh nhân không nên ăn tỏi trong ít nhất là 2 tuần, vì đó có thể gây trở ngại huyết áp. Thứ 6. Chóng mặt. Tỏi có thể gây hiện tượng chóng mặt ở một số người. Các chuyên gia cho rằng tình trạng này xảy ra do ăn quá nhiều tỏi có thể hạ huyết áp. Triệu chứng phổ biến của hạ huyết áp là chóng mặt. Vì vậy, những người bị huyết áp thấp thì nên nhớ điều này. Thứ 7. Sưng tấy. Ăn quá nhiều tỏi sống có thể gây kích ứng da, phát ban tay, chàm. Vì tỏi có chứa men alin liase gây kích ứng trên da, phản ứng dị ứng nhẹ cũng có thể xảy ra nếu bạn ăn quá nhiều tỏi. Vì vậy, chỉ nên ăn tỏi với số lượng chừng mực. Thứ 8. Kích ứng da. Allicin, một hợp chất sinh ra khi giã tỏi sống, có thể gây kích ứng da rất mạnh, đỏ ửng, đau nhức và bỏng, nhất là khi làn da nhạy cảm hoặc tiếp xúc trực tiếp. Thứ 9. Loét dạ dày. Ăn tỏi lúc đang đói hoặc chỉ ăn tỏi mà không ăn kèm các loại thực phẩm khác thì rất dễ dẫn đến loét dạ dày, bởi chất allicin khiến cho tính kháng sinh trong tỏi phát tác, dẫn đến nóng trong dạ dày. Phản ứng với thuốc. Trong trường hợp đang uống một số loại thuốc như thuốc chống đông máu, thuốc điều trị HIV/AIDS, người bệnh không nên ăn tỏi vì nó có thể tạo ra một số tác hại cho sức khỏe. Gây ngộ độc. Tỏi cất giữ quá lâu trong tủ lạnh, mọc mầm, thường không tốt cho sức khỏe và rất dễ ngộ độc nếu vẫn ăn. Khi bị ngộ độc tỏi, dấu hiệu dễ nhận thấy là khó chịu trong dạ dày, nặng hơn thì có thể dẫn tới tử vong. 10. Đau đầu. Ăn nhiều tỏi sống có thể gây đau nửa đầu. Tỏi có thể kích thích dây thần kinh sinh ba để giải phóng các phân tử tín hiệu thần kinh, gọi là neuropeptide, gây ra tình trạng đau đầu. 11. Không tốt cho phụ nữ mang thai. Tiêu thụ tỏi với số lượng lớn cũng có thể ảnh hưởng đến việc mang thai, vì nó sẽ làm tăng các phản ứng làm loãng máu, gây nguy hiểm đến tính mạng. Phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú nên tránh tỏi trong thời gian này, vì nó có thể gây chuyển dạ sớm. Tỏi vốn được coi là một loại thuốc tự nhiên có rất nhiều công dụng cho sức khỏe, như giúp giảm cholesterol, giảm đường máu, giảm huyết áp, chống viêm. Tuy tỏi có chứa nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe, nhưng phải dùng đúng cách mới có thể phát huy được hiệu quả. Nếu không, bạn thậm chí có thể phải nhận những cái kết quả không như mong muốn. Dưới đây là những điều cấm kỵ khi dùng tỏi nếu bạn không muốn bị phản tác dụng. 1. Không nấu tỏi ở nhiệt độ cao. Bạn có thể cho tỏi làm gia vị trong nấu nướng, nhưng nếu nấu chín tỏi thì sẽ phá hủy các thành phần hoạt tính của tỏi là allicin. Allicin là một trong những hợp chất có chứa lưu huỳnh, được tìm thấy trong tỏi giúp hạ lipid máu, chống đông máu, tăng huyết áp, ung thư, chống oxy hóa và tác dụng chống vi khuẩn. Khi tỏi bị nấu chín sẽ phá hủy đi allicin, làm giảm tác dụng của tỏi. 2. Không dùng tỏi dạng nén. Vì không thích mùi tỏi nên một số người đã uống viên thuốc tỏi như viên dầu tỏi thay thế cho dùng tỏi tự nhiên. Tuy nhiên, cách ăn tỏi này không thực sự hiệu quả. Không có loại thuốc viên, bột hoặc dạng tỏi khô nào có thể sánh được với việc ăn tỏi tự nhiên. Các khí phốt pho có mùi biến mất khi tỏi được sấy khô, chế biến hoặc nấu chín. Tỏi được sấy khô vẫn giữ được đặc tính chống oxy hóa, nhưng không có tác dụng nhiều như tỏi tươi. Tỏi sống có tác dụng như dùng penicillin trong nhiều trường hợp. Nếu không thích vị tỏi, bạn có thể ăn kèm với mật ong. 3. Không dùng tỏi bị già. Hãy chắc chắn rằng những thép tỏi bạn dùng còn tươi và không bị cắt chữ quá lâu. Tỏi thường có một lá xanh bên trong, sẽ phát huy được tối đa tác dụng hơn tỏi già. Tuy nhiên cũng lưu ý đừng chọn tỏi quá non vì sẽ không đạt được hiệu quả cao. 4. Không ăn tỏi khi đói bụng.
Một nghiên cứu cho thấy việc ăn quá nhiều tỏi sống, đặc biệt là khi bụng đói, có thể gây buồn nôn, đầy hơi và ảnh hưởng tới đường ruột. Vì thế, nếu bạn có ý định áp dụng phương pháp ăn tỏi vào buổi sáng thì nên xem xét lại hoặc bắt đầu với một lượng nhỏ để xem phản ứng của cơ thể. 5. Không dùng tỏi cho người huyết áp thấp. Tỏi có thể làm giảm huyết áp nên nếu bạn bị huyết áp thấp thì nên tránh ăn tỏi vì có thể khiến tình trạng bệnh tệ hơn. 6. Không ăn tỏi khi gặp vấn đề về gan. Tỏi là thực phẩm có tác dụng kháng khuẩn, virus nên nhiều người mắc bệnh về gan cho rằng ăn tỏi là an toàn. Thực tế, nếu bạn gặp vấn đề về gan thì không nên ăn vì tỏi có thể làm giảm tác dụng của thuốc chữa bệnh gan. 7. Không ăn tỏi khi có bệnh về dạ dày. Tỏi có thể làm giảm lượng axit trong dạ dày, ảnh hưởng tới việc tiêu hóa thức ăn, gây ra một số tác dụng phụ như buồn nôn. Ngoài ra, khi đang uống thuốc chữa bệnh dạ dày mà ăn tỏi sẽ gây ra các vấn đề về hệ tiêu hóa. 8. Không ăn tỏi khi dùng thuốc chống đông máu. Tỏi là thuốc chống đông tự nhiên, giúp máu lưu thông tốt, ngăn ngừa máu đông, đau tim và đột quỵ. Tuy nhiên, khi tỏi được tiêu thụ cùng với các loại thuốc chống đông máu khác, sẽ khiến máu lưu thông quá nhanh. Tỏi là một loại gia vị rất tốt, được cả đông y và cả y học hiện đại tôn vinh như một loại kháng sinh tự nhiên cực kỳ tốt và có lợi ích cho sức khỏe con người. Ăn tỏi, sức khỏe của chúng ta được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, nếu chúng ta ăn tỏi sai cách, ăn tỏi với liều lượng lớn sẽ rất dễ phản tác dụng. Do vậy, quý vị cần đặc biệt lưu ý. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Sức Khỏe Mỗi Ngày.